Toyota 2017 phiên bản 2.0 trên mạng hiện tại đang đăng bán trên 500 triệu, nhưng mà tại chợ xe.vn chiếc xe này đang đăng bán 480 triệu. Vì sao nó rẻ vậy? Cùng Tài xem hết clip này nhé. Tổng quan về màu sơn của chiếc Toyota Innova 2017 này thì Tài đánh giá nó còn khoảng cỡ 80%, mâm 16 inch và những cái bề mặt mâm thì nó cũng chưa có bị chày nhiều ở bốn cái. Xe này thì đi cái bộ lớp là Bridgestone. Bộ lớp này thì cũng khá êm ái, nhưng mà hai cái lớp trước thì Tài đánh giá nó còn khoảng cỡ 55-60% thôi. Cái lớp này cũng đã mòn rồi nè các bạn. Còn đây là cái bánh phía sau. Bánh sau thì sử dụng là phanh tăng trống nha các bạn. Mặt mâm thì nó cũng không có bị chạy nhiều. Vẫn là cái bộ lớp là Bridgestone, nhưng mà cái lớp này nó bị mòn khá là nhiều rồi. Theo Tài đánh giá thì nó còn khoảng cỡ 30-32% thôi. Các bạn mua về thì nên cân nhắc thay cái bộ lớp phía sau này nha. Sùng chỉ của cánh cửa bên Tài này thì chưa có dấu hiệu đông đụng, nó còn chỉ zin. Nhưng mà ở đây thì các thợ đi coi xe trước đã bấm khá là nhiều rồi nè, các bạn có thể thấy. Tiếp theo là các con ốc bắt ngay chỗ cái ổ khóa thì các bạn sẽ thấy nè, nó chưa có dấu hiệu tháo ra nè. Mặt tắp bi cửa này thì cũng đã dọn lại rồi nè. Theo Tài đánh giá thì cái tắp bi này còn khoảng cỡ là 70% thôi. Vì xe này chạy dịch vụ á, nên là cái tay nắm cửa khi ra vào á cũng hoạt động nhiều á, nên là sẽ cái chỗ này nó cũ rồi nha các bạn. Rồi, mình cũng tiếp tục kiểm tra cái phần phía trên nè. Thì những cái món hàng tiếp điểm này nè thì chưa có dấu hiệu là đục và làm lại. Xe này thì nó chưa có từng bị va chạm ở phía trên nè, các bạn sẽ thấy nè, nó còn nguyên zin nha. Các con ốc bắt ngay chỗ cửa nó còn nguyên zin nè, chưa có dấu hiệu đúc tiếp tháo ra nè. Tiếp theo là cái sùng chỉ ở phía sau cửa Tài nè, thì nó cũng còn nguyên zin nha các bạn nè. Sùng chỉ này thì còn nguyên zin, chưa có dấu hiệu làm lại. Những con ốc bắt ngay chỗ khóa cửa thì nó cũng còn nguyên zin. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra cái cốp sau của cái chiếc Innova này. Những cái ốc bắt của cái nắp cốp phía sau này thì nó còn nguyên zin nè, nó chưa có dấu hiệu tháo ra nè. Rồi, sùng chỉ thì nó cũng còn zin nè, sùng chỉ này sùng chỉ theo xe nè. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra cái phần phía sau này coi nó có bị đâm đụng chưa. Ok. Như đây thì mình đã thấy là xe này đã có dấu hiệu đã làm lại rồi nè. Những cái mối hàng tiếp điểm này thì nó cũng đã đục ra rồi nè. Nè các bạn thấy nè, xe này phía sau nó không giữ gìn, nó bị xét rồi nè, nó có sơn lại khúc ngay chỗ này luôn nè. Đây nè, nó có sơn lại khúc này luôn nè. Tuy là cái cốp thì nó còn nguyên zin, nhưng mà cái phần phía dưới này Tài nghĩ là nó có đã có từng qua quẹt rồi. Thì các con ốc bắt của cái cốp phía sau á không chưa mở ra, nhưng cái sùng chỉ này đã có dấu hiệu chạy lại rồi nè. Các bạn thấy nè, chỉ này không còn nguyên zin nha nè, nó chạy lại rồi nè. Đây, chỉ zin của nó thì đây, đây là chỉ zin của nó nè, khúc nó bị mất một khúc rồi. Rồi, tiếp theo phía bên đây cũng đã chạy lại rồi nè. Tiếp theo là cái khe này nó cũng không đồng đều nè, cái khe bắt của cái cản phía sau và cái thân vỏ xe nè, các bạn sẽ thấy nè, nó bị hở ra nè, thấy chưa. Đây là một trong những dấu hiệu để cho biết là xe này đã từng làm lại nè, cái cản sau này đã từng làm lại nè. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ thấy là cái cảm biến này đã từng làm lại rồi nè, nó đã họ đã sơn lên nè, cái thợ đã sơn lên nè. Nhưng mà Tài đánh giá là cái thợ mà họ làm cái cản phía sau này nè không có chuyên nghiệp, họ làm ẩu lắm, nhìn vào một phát là biết ngay à, đã xe đã từng có làm lại rồi. Tiếp theo thì cái thanh chassis ở phía dưới nè thì đã bị sơn lại nè, mà sơn cái kiểu là lấy sơn đen xịt lên á. Cái thợ này Tài cũng không hiểu làm hơi ẩu, xịt lên chắc cái này cho có rồi. Tiếp theo là cái thanh chassis phía dưới đây nè, các bạn cũng thấy nè, họ sơn lại, họ xịt một cái lớp sơn trắng nè, rồi trắng rồi đen lên nè, nhìn nó lon lỗ nè, nó không có được đẹp nè, thấy không. Rồi ok, chỗ này thì họ xịt cái lớp màu đen lên nè, nè ngay con ốc nè, rõ nhất nè. Rồi tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra cái khoang máy của cái chiếc Innova này. Đầu tiên thì cái thanh dàn trước nè, rồi cái xương tay nè, rồi thanh chassis của bên phụ thì chưa có dấu hiệu làm lại nè. Nè, những cái mối hàng tiếp điểm thì nó còn nguyên zin nè. Rồi những cái lỗ tròn trên nắp, trên những cái lỗ tròn oval này nó cũng còn nguyên zin nè. Nhưng mà cái những chi tiết ở bên cái phần phía bên Tài thì thấy có dấu hiệu làm lại rồi. Đây nè, những cái mối hàng tiếp điểm nè, nó không đều à, là các bạn thấy nó không đều nữa không.
Bên đây là cái thợ họ đã làm lại rồi nè. Rồi tiếp theo là cái ốc này nè, thì nó cũng đã làm lại rồi nè. Ốc này thì cũng đã sơn lên nè, tháo ra và sơn lên nè. Tôi nghĩ là sẽ tháo luôn cái vỏ của bên đây để làm lại nè. Bên đây có thể đã từng bị va chạm vào phía bên tài này. Ốc này đã tháo ra làm lại. Rồi ngay chỗ cái ốc bắt cái bát của cái chó đèn á thì nó cũng bị gãy luôn nè. Nè nhìn gãy nè, các bạn thấy không? Thấy chưa? Đó. Bên kia thì nó còn nguyên, nhưng mà bên phụ thì còn nguyên, bên tài thì nó gãy rồi. Cái này thì có thể hàn lại được, nhưng mà là hàn lại á thì nó xấu lắm và nó cũng không có được cái độ bền như của nguyên bản đâu. Đối với các bạn mà thiếu kinh nghiệm khi xem xe thì khi nhìn vô con ốc này á thì cứ tưởng là con ốc này là còn nguyên zin, nhưng mà con ốc này đã từng tháo ra rồi, nó đã từng tháo ra rồi nha, nó có cái dấu nè. Nhưng mà cái thợ làm cái nắp capo này nè, họ đã sơn luôn lên con ốc này luôn. Nên là ví dụ như đối với những các bạn mà thiếu kinh nghiệm á thì sẽ không nhìn ra được con ốc này còn nguyên zin hay là đã làm lại rồi. Nhưng mà cái ốc này thì làm lại rồi nha các bạn. Tôi nghĩ cái nắp capo này chắc đã được thay mới luôn á. Những cái lỗ tròn trên nắp capo này nè, các bạn sẽ thấy nè, nó đồng đều luôn. Cái nắp capo này tôi nghĩ là đã thay rồi, đã thay cái nắp capo rồi. Đường xung chỉ này nó mất zin rồi nha các bạn. Cái này là cái thợ người ta làm lại rồi nè. Nhưng mà cái thợ này làm cực kỳ khéo. Nếu mà đối với những cái bạn mà mới mua bán hoặc là thiếu kinh nghiệm đi xem xe thì nhìn vô cái đường xung chỉ này có thể là không biết là xung chỉ này đã từng chạy lại đâu. Chạy cái thợ làm chạy rất là đều nè và đẹp, đẹp lắm á. Cái thanh để cố định cái mặt ca lăng nè, nó cũng đã làm lại rồi nha. Nè các bạn thấy nè, cái khúc này đã làm lại rồi nè. Cái tản nhiệt này thì nó cũng đã tháo ra rồi nha. Cái dấu tháo nè các bạn. Cái ống nước làm mát từ kết nước vào thân máy á, thì ngay chỗ này thì nó chưa có tháo ra nè. Nhưng mà ở cái điểm này nè thì đã có dấu hiệu tháo ra nè. Tôi nghĩ thì cái này thì họ tháo ra để họ làm lại cái phía đâm đụng của phía bên kia. Rồi khi kiểm tra cái cục máy này ở chế độ tĩnh á thì những cái con ốc bắt cái nắp mặt máy nè nó cũng chưa tháo ra. Xe này thì chỉ mới va chạm ở phía bên tài thôi, còn cục máy này thì chưa có đụng tới nè. Những con ốc này chưa có tháo ra nè. Cái máy phát điện, cái cục dynamo này nó cũng còn zin luôn nè. Cái lốc lạnh bên đây thì nó cũng còn zin luôn nè, nó cũng chưa có tháo ra luôn. Cái bình này thì nó hiện cái màu đỏ lên nè, cái bình này chắc là cũng sắp đai rồi. Rồi, khi cục máy này đề lên thì theo đánh giá của tài thì cục máy nó vẫn còn im. Xe này thì chưa có dấu hiệu làm lại, cục máy nó còn im nè. Ở đây thì tài sẽ giới thiệu về cái khoang nội thất của cái chiếc Innova này. Thì cái ghế da này thì đã được bọc lại rồi nè. Ghế da này được bọc lại rồi nè. Xe này chạy dịch vụ nên là cái bệ tì tai, bệ tì tai chỗ này nè, thì nó cũng có dấu hiệu là nó bị xuống cấp. Rồi. Xe này tài nghĩ chắc nó có bọc phu lăng, nên là khi tháo ra thì cái chỗ cái tay nắm này nó không có bị trơn, nó không có bị mòn. Xe này thì đã được lên cái màn hình Android. Các nút này thì tài cũng đã hồi nãy giờ cũng có vọc rồi, thì nói chung là nó còn hoạt động tốt bình thường, nó không có bị vấn đề gì. Xe này xe số sàn nha các bạn. Rồi đánh giá sơ về tổng thể cái tappy này thì tài đánh giá nó còn khoảng cỡ 80%, xe này có dọn lại rồi. Xe này đi được gần 100.000 km rồi nha các bạn. Sau một vòng kiểm tra sơ bộ thì tài có đánh giá là phía bên tài và phần cốp xe phía sau thì đã có dấu hiệu bị đâm đụng và bao quẹt. Với giá 480 triệu thì chiếc xe này các bạn có thể là trả xuống một xíu nữa. Vì trên mạng thì hiện tại thì những chiếc xe mà đời 2017 Toyota Innova đời 2017 thì đang bán giá trên 500 triệu, khoảng cỡ 520 đến 530. Thì đối với xe này thì theo tài nghĩ thì thứ nhất là xe này đã từng chạy dịch vụ, số km on đô nó đã nhiều rồi, thì nó khoảng cỡ gần 100.000 rồi. Cái thứ hai nữa là đã có va chạm phía bên tài và phía cốp sau, nhưng mà cái máy này thì nó còn ngon, nó chưa có dấu hiệu làm lại, cũng giống như là máy hoạt động còn tốt. Với giá 480 triệu á, khi các bạn mua ô tô cũ á, nếu mà không quá quan trọng vào bề ngoài á, thì cũng có thể là mua được chiếc xe này. Trên đây là một trong những yếu tố cho thấy xe này đã từng bị đập đụng. Để có kết quả chính xác cần dựa vào những tiêu chí khác, tất cả đã có trong bộ checklist 136 tiêu chí cao đích của chợ xe. Cao đích thẩm định kỹ càng, mua xe dễ dàng.